Xin chào, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục so sánh của XT Mobile Channel, kênh chuyên trên tay đánh giá những sản phẩm di động cao cấp. Galaxy Note là dòng sản phẩm mở đầu cho trào lưu smartphone màn hình lớn của ngành công nghiệp di động. Năm nay, Samsung tiếp tục trình làng Galaxy Note 5 với màn hình lớn và bút S Pen với nhiều nâng cấp. Dưới đây là những so sánh của chúng tôi về Samsung Galaxy Note 5 và model tiền nhiệm Galaxy Note 4. So với Note 4, Note 5 là một sản phẩm hoàn toàn khác về thiết kế. Nó thừa hưởng nhiều thiết kế cách tân từ bộ đôi Galaxy S6 với khung kim loại nguyên khối, hai mặt kính cường lực, không còn cảm giác kém sang như trên Note 4. Ngoài ra, phần mặt lưng của Note 5 cũng đã được bao tròn về phía thân máy. Nó cho cảm giác rất dễ chịu vì phần cong ở mặt lưng ôm nhẹ vào lòng bàn tay. Việc kết hợp khung kim loại và mặt kính khiến Note 5 trông cứng cáp hơn, không mảnh mai như trên Note 4. Mặc dù có nhiều cải tiến về thiết kế nhưng cũng nhiều chi tiết trên Note 5 khiến người dùng tiếc nuối vì đã bị lược bỏ so với Note 4. Sẽ không có cổng hồng ngoài trên Note 5, người dùng cũng không thể tháo rời nắp lưng để thay pin, hay việc không thể mở rộng dung lượng lưu trữ bằng thẻ nhớ ngoài là những hạn chế của Note 5 so với Note 4. Gần đây các tín đồ của Note 5 cũng tỏ ra lo ngại về việc đút ngược đầu bút gây hư hại S Pen đều không thể xảy ra trên Note 4. Note 5 là một trong những model có cấu hình cao nhất hiện nay với RAM 4GB, bộ nhớ trong 32 hoặc 64GB. Note 5 chạy hệ điều hành Android 5.1 trên nền tảng chip Exynos 7 Octa 7420 pin 3000mAh. Trong khi đó, Note 4 có cấu hình thấp hơn. Thực tế cho thấy, các tác vụ trên Note 5 rất mượt mà, không có cảm giác bị lag trễ. Tuy đã xuất hiện từ năm ngoái, nhưng Note 4 vẫn là model có cấu hình cao. So với các model cùng tầm giá thì những trải nghiệm mà Note 5 đem lại vẫn rất tốt. Nó phù hợp với những người cần một thiết bị giải trí tốt vì có màn hình lớn, độ phân giải cao. Cùng với màn hình lớn thì S Pen là đặc trưng trên Galaxy Note. Năm nay, hãng di động Hàn Quốc cũng có nhiều cải tiến trên Note 5. Người dùng dễ dàng lấy bút ra bằng cách bấm vào chuôi bút thay vì phải đẩy ra theo cách truyền thống như trên Note 4. Nét chữ trên Note 5 mượt hơn model tiền nhiệm. Đôi bút cảm nhận được lực ấn chính xác hơn. Một nâng cấp đáng lưu ý nhất trên S Pen của Note 5 là người dùng có thể thao tác ngay trên màn hình khóa. Điều này giúp tiết kiệm thời gian cũng như thời lượng sử dụng pin cho người dùng. Note 5 thừa hưởng nhiều công nghệ tiên tiến về camera trên Galaxy S6. Người dùng có thể nhấn đúp phím Home để mở nhanh máy ảnh. Giao diện máy ảnh cũng thân thiện hơn với người dùng. Máy ảnh trên Note 4 đã rất tốt nhưng Note 5 lại được nâng cấp tốt hơn cả về cảm biến, công nghệ chống rung. Trải nghiệm thực tế cho thấy cả hai đều cho tốc độ bắt nét rất nhanh, hình ảnh trên Note 5 có phần chi tiết hơn. Tuy nhiên với mắt thường thì rất khó để phân biệt được sự khác biệt này. Hai nâng cấp dễ nhận thấy nhất trên Note 5 so với Note 4 là khả năng mở nhanh máy ảnh và chế độ phơi sáng lên đến 10 giây. Galaxy Note 5 là một trong những smartphone Android đáng sở hữu nhất thời điểm này. Tuy nhiên với những người muốn tiết kiệm hơn thì đây là thời điểm thích hợp để mua Note 4. Giá của Note 5 trên thị trường sách tay dao động khoảng 15 triệu, rẻ hơn bản chính hãng khoảng 3-4 triệu, trong khi đó giá của Note 4 là 10,6 triệu.